Cũng trong sáng nay, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà cho một số điểm chùa trên địa bàn huyện Trần Đề nhân dịp lễ Sen Đuên Ta của đồng bào dân tộc Khmer. Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm chùa Tà Mơn thuộc ấp Đào Diên, xã Diên Bình và chùa Bân Tôn Sa thuộc ấp Tiếp Nhật, xã Diên An. Tại mỗi điểm đến, đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị sư sãi, tình hình đời sống lao động sản xuất của bà con Phật tử, bày tỏ vui mừng khi đời sống vật chất tinh thần của bà con Phật tử ngày càng được nâng cao, nhu cầu dân sinh được đảm bảo. Bí thư tỉnh ủy mong muốn các vị hòa thượng, chư tăng tiếp tục giữ gìn mối quan hệ đoàn kết nội bộ, tích cực tuyên truyền vận động Phật tử tham gia tốt các phong trào thi đua do tỉnh và địa phương phát động, đảm bảo an ninh trật tự trong từng phun sóc, khuyến khích người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất để vừa cải thiện thu nhập gia đình, vừa đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Đáp lại sự quan tâm thăm hỏi của lãnh đạo tỉnh ủy, trụ trì các chùa khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con Khmer trên địa bàn sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã tặng quà chúc các vị sư sãi đón Sen Ta năm 2024 vui tươi đoàn kết. Chiều nay ngày 2 tháng 10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng và giao ban công tác quý 3 năm 2024 dự tại điểm cầu tỉnh sóc trăng có ông lâm văn mẫn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sóc trăng bà hồ thị cấm đào phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông võ chí công ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương trong tỉnh theo báo cáo trong quý 3 năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là tập trung tham mưu hoàn thành các đề án nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ chất lượng chuẩn bị tốt công tác nhân sự tại đại hội đại biểu các cấp chú trọng công tác kiểm tra giám sát về tổ chức xây dựng đảng đổi mới phương pháp phong cách lề lối tác phong làm việc với nhiều cách làm hiệu quả kịp thời trao đổi giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắt và kiến nghị đề xuất của các cấp ủy tổ chức đảng tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng đảng như hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, quy định số 142 ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bộ Chính trị, quy định thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ, quy định số 148 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và một số văn bản quan trọng khác. Hội nghị cũng đã dành thời gian để đại biểu tham luận đóng góp các ý kiến để thực hiện nhiệm vụ trong quý 4 năm 2024 trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Thưa quý vị và các bạn, ước tính khi triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNeID hàng năm sẽ giúp tiết kiệm trên 1.500 tỷ đồng cho người dân và xã hội. Đây là nội dung được đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ chủ trì diễn ra vào chiều nay, ngày 2 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ Hà Nội. Dự tại điểm cầu tỉnh có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tính đến nay, Bộ Y tế đã tạo lập hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân, trong đó có hơn 14 triệu công dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNEID với trên 12.500 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Con số này đạt 98% số cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Đồng thời, đồng bộ liên thông qua bảo hiểm xã hội để tích hợp vào VNEID Song song đó, 16 trường thông tin khám chữa bệnh tự động điền vào các biểu mẫu, giúp tiết kiệm thời gian cho các bác sĩ. Từ đó giúp người dân thuận tiện hơn trong theo dõi tình trạng sức khỏe, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám thông qua ứng dụng VNEID. Hàng năm khoảng 1.150 tỷ đồng ước tính được tiết kiệm. Đối với việc triển khai cấp phiếu lịch tư pháp sau hơn 4 tháng thí điểm, Hà Nội tiếp nhận hơn 45.000 hồ sơ và Thừa Thiên Quế tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ cấp phiếu lịch tư pháp trên VNEID. Con số này chiếm hơn 70% trong tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lịch tư pháp của hai địa phương thí điểm này. Ước tính khi thực hiện cấp phiếu lịch tư pháp trên VNeID sẽ giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và xã hội. Sau thời gian triển khai hai tiện ích liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân là sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNeID đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời nhận được sự ủng hộ đồng tình rất lớn của người dân. Tại hội nghị, các bộ ngành và các địa phương đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắt, đề xuất kiến nghị trong triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNEID. Nhiều ý kiến bày tỏ về ý nghĩa mang lại và đồng tình trong triển khai sổ sức khỏe điện tử và mở rộng thí điểm cấp phiếu lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNEID trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.